Tại buổi họp báo, đại diện Sở Xây dựng Ủy ban nhân dân huyện Chư Mờ Ga đã phản hồi báo tiền phong điện tử bài viết về việc tỉnh chưa phê duyệt doanh nghiệp đã lập quy hoạch khu đô thị trên đất trồng cà phê. Sở Kế hoạch và Đầu tư phản hồi về bài viết vẽ dự án 50 tỷ đồng nuôi bò trái quy định, báo tiền phong phản ánh. Sở Công Thương, Công ty Điện lực Đắk Lắc và Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột phản hồi nội dung báo chí phản ánh về điện năng lượng mặt trời áp mái nhà dưới 1 MW được triển khai tràn lan, trá hình với vỏ bọc nông nghiệp công nghệ cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắc nhấn mạnh: Năm 2020 vừa qua, chúng ta đã trải qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, nhưng tinh thần đoàn kết, nước ta nói chung, Đắk Lắc nói riêng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách và đạt những kết quả quan trọng. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà cảm ơn cấp ủy, chính quyền các cấp, nhân dân trong tỉnh, nhất là các cơ quan báo chí đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương đường lối của Đảng đến với nhân dân, là kênh thông tin quan trọng để lãnh đạo tỉnh nắm bắt các hoạt động tại cơ sở để có hướng chỉ đạo. Đồng chí mong muốn thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với tỉnh, tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, tích cực tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.